Hello, chào tất cả các con nha. Tiếp theo thì hôm nay thầy và các con sẽ tìm hiểu chương trình toán lớp 4. Bài hôm qua chúng ta đã tìm hiểu về phép trừ phân số, là hai phân số là khác mẫu. Xem nào, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một bài ở trang 31. Đó, 131 nha. Trang này thì có hai bài cơ. Phần luyện tập, chúng ta sẽ tìm hiểu phần luyện tập này trước nhá. Nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về luyện tập với 1, 2, 3, 4, 5, 5 bài toán. Được chưa? Các con sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài số 1 nhé. Bài số 1, ta yêu cầu các con là gì? Tính câu A, 8 phần 3 trừ 5 phần 3. Rồi đây các con quan sát, không biết đây là một trong những cái dạng toán này rất là dễ rồi. Đây là phép trừ phân số mà hai cái phân số này nó làm sao, hai phân số này làm sao các con nhỉ? Đó, hai phân số này là hai phân số cùng cùng mẫu. Hai phân số cùng mẫu thì việc của chúng ta rất đơn giản, nó chỉ là lấy tử trừ đi tử thôi, được không? Vậy chúng ta sẽ chỉ cần làm một phép toán đơn giản, đấy là 8 trừ đi 5 thôi, sẽ bằng 3 phần 3. 3 phần 3, nếu cả tử và mẫu bằng nhau thì phân số đó nó sẽ bằng 1. Yeah, bạn nào làm đúng kết quả 1 nào? Được chưa? Rồi, câu B nhá. 16 phần 5 trừ 9 phần 5. Rồi những câu này thì các con tự làm nha. Các con xem đáp án thôi. Rồi câu C, 21 phần 8 trừ 3 phần 8. Rồi tất cả những câu này đều có một đặc điểm chung, đó là cùng mẫu hết. Rồi các con làm đi, trong một thời gian nghỉ một chút các con này. Rồi xong chưa? Các con xem kết quả nào. 16 trừ đi 9 thì bằng mấy nhỉ? 7 đúng không? 7 phần 5. 21 trừ đi 3 thì sẽ bằng bao nhiêu? 8, 1, 18 phần 18 phần 8. Như vậy 18 phần 8 các con có thể rút được về phân số tối giản, nó là gì? 18 chia được cho 8 không? Cả hai phân số này đều chia hết cho mấy? Các con xem nào, cả tử và mẫu ở đây đều chia hết cho mấy? Chia hết, có thể chia hết cho là đây là có thể chia hết cho 2, cho 4, được không? Đó, các con tự rút gọn nhé. Rồi, chúng ta sang bài số 2 nhé. Bài số 2 là một bài giống như tối hôm qua chúng ta đã tìm hiểu. Đây chính là các phân số mà khác mẫu, được chưa? Rồi câu A, rồi cho nó sang đây đi. Câu A thì yêu cầu
3/4 trừ 2/7. 3/4 trừ 2/7. Rồi các con nhớ lại bài tối hôm qua. Với hai phân số khác mẫu này thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc quy. Bước 1 là quy đồng mẫu số đúng không? Bước số 2 là các con phải thực hiện phép trừ phân số khi chúng đã có cùng cùng mẫu. Rồi vậy thì đây chúng ta sẽ thấy là gì? Nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất cho mẫu phân số thứ hai sẽ bằng gì? 73 21 trên 74 là 2. 28 trừ 2 nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai cho mẫu của phân số thứ nhất. 42 là 8 trên 74 2 28. Rồi bây giờ là đưa về dạng phân số gì? Cùng mẫu rồi. Phần này các con dễ làm rồi đúng không? Bằng bao nhiêu? 10 13/28 đúng không? Được chưa? Bài câu A được chưa? Rồi câu B nhá. Câu B, 3/8 trừ 5/16. 3/8 trừ 5/16. Rồi cũng giống như bài hôm qua, bài này thì chúng ta thấy hai cái mẫu này 8 và 16 này có thể chia hết được cho nhau, nên chúng ta phải tìm một bước, đó là mẫu số qua rút ra tuyệt chiêu rồi đó. Mẫu số chung ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 16. Vậy thì mẫu số chung bằng 16 thì phân số nào có mẫu số chung thì phân số đó chúng ta không rút gọn nữa mà vẫn để đó đúng không? Vậy thì chúng ta thấy 16 chia cho 8 thì cái này sẽ bằng gì? Bằng 2 đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm biến đổi nó, nhân cả tử và mẫu cho gì? Cho 2. Cái này sẽ bằng là gì? 3 x 2 bằng 6 trên 8, 2, 10, 16 đúng không? Trừ 5/16. Rồi ra quá dễ, sẽ bằng 1/10. 1/16 được chưa? Dễ quá, quá dễ luôn, mới làm qua xong, quá đơn giản. Rồi câu tiếp theo, 7/5 trừ 2/3. C, 7/5 trừ 2/3. Đó, cái này thì làm giống như câu A thôi đúng không? Và cái này các con tự làm được không? Con tự làm nhá. Nếu các con làm bí thì hãy nhìn lên video, dừng lại đi, các con có thể dừng lại, các con làm dừng video lại nhá. Và thầy chỉ làm kết quả ở đây cho các con thôi. Mốt trên 15 trừ 10 trên 15 và kết quả sẽ bằng 11/15. Đó, được chưa? Bạn nào có kết quả đúng với kết quả là 11/15 cho một tràng pháo tay. Rồi sang câu D. D thì yêu cầu cái gì? 31/36 trừ 5/6. 31/36 trừ 5/6. Ồ, đây lại một câu giống như câu B vừa rồi. Tử và hai tử này chia hết được cho nhau. Thầy chỉ làm bước mẫu số chung thôi nha. Mẫu số chung này sẽ bằng gì? 36. Rồi còn lại các con làm nhá. Được không? Yeah, giỏi quá. Các con tự làm bài này đi. Chưa, rồi các bạn nghỉ chút đi. Xong hai bài rồi.
Nghỉ một chút đi, uống nước đi. Thoải mái chưa? Rồi chúng ta cùng làm bài số 3. Bài số 3 thì ta có một cái mẫu như thế này. Các con nhìn đây. Ta kêu chúng ta tính theo mẫu. Chúng ta làm một cái đề mẫu trước này. 2 trừ 3 phần 4. Đó, 2 trừ 3 phần 4. Thì họ sẽ bằng 8 phần 4. Ồ, ở đâu ra 8 phần 4 nhỉ? Đâu ra vậy? Rồi, sở dĩ nó có 8 phần 4 ở đây tức là gì? 2. Ở đây có thể là gì? Các con cho nó trên trên 1 nha. Tức là gì? Mẫu của nó bằng 1 thì chúng ta có thể viết là 2 trên 1 hoặc chúng ta viết là 2 cũng được. Được chưa? Vậy thì giờ việc mà chúng ta làm ở đây thì là bài toán hai phân số có khác gì khác mẫu, nhưng mà mẫu này mẫu bằng 1. Vậy thì đây dạng toán gọi là toán đặc biệt với bài toán có mẫu là 1. Đó, vậy thì bài toán với mẫu là 1 thì chúng ta chỉ cần lấy mẫu của phân số còn lại nhân nhân với gì? Nhân với cái phân số đó, với cái phân số hoặc gọi là tử số đó. Được chưa? Đấy, ví dụ như đây lấy 4 nhân 2 sẽ bằng 8. Và mẫu của cái này là phải giữ giữ mẫu của phân số mà chúng ta nhân. Đó, đây là 8 phần 4 trừ 3 phần 4 bằng 5 phần 4. Các con hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Rồi, giờ chúng ta làm bài A nhé. Câu A. 2 trừ 3 phần 2. 2 trừ 3 phần 2. Đó. Vậy thì ở đây là nháp nha, các con có thể hiểu là 2 trừ 3 phần 2 cũng có thể viết như sau. Cũng có thể viết được như sau nha. Cái dạng phân số có nghĩa là gì? Nghĩa là 2 trên 1 trừ 3 phần 2. Đó. Vậy thì ở đây do 2 chia 1 thì nó bằng gì? Bằng 2, nên người ta viết chỉ là 2 trừ 3 phần 2. Nhưng mà thực chất thì chúng ta phải hiểu nó là phân số như thế này. Được chưa? Vậy giờ việc của chúng ta làm. Việc của chúng ta làm ở đây là chúng ta chỉ cần gì? Nhân. Giống như dạng hai phân số khác mẫu, nhân cả tử và mẫu cho phân số thứ hai này thôi. Được chưa? Vậy thì nó sẽ bằng bằng 2 nhân 2 bằng 4. 4 trên mấy nhỉ? 4 trên gì? Trên mẫu giữ nguyên là 2 trừ 3 trên 2 giữ nguyên. 4 trừ 3 sẽ bằng 1 phần 2. Được chưa? Rồi, quá dễ đúng không? Rồi, câu B và câu C các con có tự làm được không? Câu B giống rồi nha, câu C cũng thế thôi. Rồi, câu B với câu C các con dừng video và các con làm nhá. Câu B và câu C. Câu B 5 trừ 14 phần 3. 5 trừ 14 phần 3. Rồi, và câu C 37 phần 12 trừ 3. 37 phần 12 trừ 3. Rồi các con dùng video các con làm nha. Mình xem kết quả của thầy. Các con dùng video nhé. Trung thực không có xem gì cả, các con tự làm và quan sát kết quả nha. Để chỉ biết ở đây cho các con. Các con hoàn thành chưa? Rồi, các con xóa đáp án ơi. Câu B của chúng ta có đáp án là 1 phần 3.
và câu C có đáp án là 1 phần 12. Bạn nào đúng cho một tràng pháo tay. Yeah. Được chưa? Rồi bài 3 được chưa? Rồi nha. Các bạn có nghỉ tí thì các bạn nghỉ đi, các bạn dừng video lại. Rồi chúng ta sang bài số 4. Bài số 4, người ta bảo chúng ta rút gọn rồi tính. Rồi câu A này, các con phải nhớ về bài toán liên quan, lý thuyết liên quan, đó là rút gọn phân số nha. Rồi trước hết thì các con phải rút gọn này, các con phải làm nháp ra. Bước 1 là các con phải rút gọn. Rồi đến bước 2 là các con sẽ tính. Được chưa? Đấy, đây là các bước quy trình làm. Rồi vậy thì bây giờ các con sẽ thấy là ba rút gọn những cái bên này, các con chỉ rút làm cái nháp thôi nhá, nháp thôi. Thầy hướng dẫn một bài này tỉ mỉ, còn bài sau các con tự làm nhá. Nháp 3/15 thì chúng ta sẽ rút gọn được là chia cả tử và mẫu cho mấy, cho gì, cho 3, sẽ bằng 1/15 chia 3 bằng 5. Đấy, như vậy 3/15 sẽ bằng 1/5. Rồi tương tự 5/35, 5/35 thì cũng chia cả tử và mẫu cho 5, 1/7. Được chưa? À, vậy các con nháp ra để các con rút gọn như sau. Như vậy thì 3/15 trừ 5/35 sẽ bằng là các con viết cái rút gọn ra là phân số thứ nhất bằng 1/5 trừ 5/35 sẽ bằng 1/7. Rồi bây giờ thì công việc của các con bước thứ hai đấy là tính thì dễ rồi, đúng không? Hai phân số này khác mẫu thì chúng ta sẽ làm nhân chéo nó lên thôi, bằng 7/35 trừ 5/35. Được chưa? Thì sẽ bằng mấy các con nhỉ? Bằng mấy? Bằng 2/35. Được chưa? Dễ chưa? Rồi các con nhớ cái này nhé. Thì yêu cầu các con rút gọn, rồi sau đó các con mới tính. Rồi bài số 4 làm câu A, thầy làm mẫu cho các con câu B nữa thôi nha. Câu C và D các con tự làm nha. Câu B, 18/27 trừ 2/6. 18/27 trừ 2/6. Rồi các con có thể rút gọn 18 với 27 này cùng chia hết cho mấy? Cùng chia hết cho mấy được nhỉ? Cùng chia hết cho 9 đúng không? 18, hai cái này cùng chia hết cho 9. Thì 18 chia 9 sẽ bằng 2. 27 chia 9 sẽ bằng 3, trừ hai cái này cùng chia hết cho số mấy đây? Số 2 sẽ bằng 1/3. Rồi 2 trừ 1/3 sẽ bằng 1/3. Được chưa? Rồi quá dễ đúng không? Hơi khó một tí về vấn đề rút gọn, thì các con phải xem cách rút gọn phân số nha. Rồi câu C và câu D thầy viết ở đây và có đáp án cho các con tự làm nha. 15/25 trừ 3/21. 15/25 trừ 3/21. Và câu D, 24/36 trừ 6/12.
câu đề. 24 phần 36 trừ 6 phần 12. Bây giờ các con tự làm câu C và câu D này, sau đó các con xem đáp án của thầy là một cách trung thực nhé. Một cách trung thực nha các con. Con đã làm xong thì các con có thể xem đáp án. Đáp án câu C chính là gì? 16 phần 35. Câu D là 3 phần 6. Được chưa? Đó. Rồi, làm việc một chút. Nghỉ một chút đi, các bạn có thể nghe nhạc hay là thư giãn gì đó tùy nha. Rồi chúng ta sẽ đến với bài số 5. Yeah, bài cuối cùng rồi. Sắp xong nhiệm vụ môn toán rồi, sướng quá. Bài số 5, các con phải đọc kỹ, thật kỹ đề bài nha. Trong một ngày, một ngày, thời gian để học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày. Trong đó thời gian học của Nam là 1/4 ngày. Hỏi thời gian ngủ của Nam là bao nhiêu phần của một ngày? À, vậy bài này các con sẽ tóm tắt. Hôm qua thầy đã dạy các con cách tóm tắt rồi đúng không? Tóm tắt thế nào nha? Nè, cả học và ngủ, học cộng ngủ của Nam là bao nhiêu? 5/8 ngày. Đó. Trong đó thì học là, trong đó học chiếm bao nhiêu? 1/4 ngày. Rồi, vậy thì giờ anh ta hỏi ngủ thôi. Người ta hỏi gì? Hỏi ngủ bằng bao nhiêu? Được chưa? Giống như bài toán cái kẹo, Nam có 8 cái kẹo màu xanh và màu đỏ. Đúng không? Biết được số kẹo màu đỏ là 4 cái. Vậy người ta hỏi kẹo màu xanh thôi, đúng không? Vậy cái này, bài toán này có giống bài toán được không? Giống đúng không? Chỉ cần lấy 8 trừ 4 lấy ra kẹo màu xanh thôi. Rồi, vậy thì quay về bài toán này thì chúng ta sẽ trả lời gì? Thời gian ngủ của Nam là bao nhiêu phần của một ngày? Chúng ta sẽ trả lời thời gian ngủ của bạn Nam trong ngày là, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có lời giải như sau, hay lời giải hay bài giải thì các em nha. Thời gian ngủ của
bạn nam bao nhiêu phần của một ngày? Đó, các bạn có thể trả lời hôm qua tôi đã hướng dẫn cho bạn rồi. Thế là gì? Trong ngày là đó, được chưa? Hoặc lấy cái này cho gần cũ nhá, thì sẽ lấy là gì? 5/8 trừ 1/4. Rồi các con làm cái này dễ chưa? Hai cái này phải có mẫu số chung, này làm nháp ra ngoài thôi nha, làm nháp ở đây. 5/8 trừ 1/4, con biết được mẫu số chung bằng ngoái đây, mẫu số chung thì bằng 8, vậy thì cái này sẽ phải nhân cả là cho gì, cho 2 đúng không, sẽ bằng bao nhiêu? 5/8 trừ 2 nhân với 1 sẽ bằng 2/8, 4/8 đúng không? Rồi sẽ bằng 3/8. Được chưa? 3/8 gì? Ngày. Đó, 3/8 ngày nha. Rồi đáp số. Rồi, xong. Ha ha, xong một toán rồi. La 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 la. Xong một toán rồi nghe các con. Rồi, vậy thì trong video này thầy đã hướng dẫn cho các con luyện tập vào trang 131. Rồi, đến lúc thầy phải kết thúc cái video đây. Một lần nữa các con nhớ chia sẻ video cho các bạn bè của mình biết nhé. Rồi, tạm biệt các con. Bye bye.